Chào mừng em đến với Bốc Kim Minh. Trước khi bóng Kim Minh thì anh có một vài quy định thuộc về đến em. Thì thứ nhất là anh là đội trưởng. Dạ. Thì đúng nhận sáng tạo. Đây còn đây Vũ Su, không cần nói chuyện với nó đâu. Thằng này nó hãy nói ra câu nào nó vô chi câu đấy. Hello, em dễ được một trời. Em ăn cơm chưa? Đây là Thiên 2K, người sở hữu một nụ cười trong mắt thích hợp thôi. Đây là Quang Di. Thì với Quang Di thì Tư gì vậy? Cũng là sao vậy? Không hiểu luôn á. Mày cứ ngồi xuống đây, mày ký cái này cho anh. Ở đây ấy, thì anh em rất công bằng, lập chiến công nhiều ấy, kêu thì đã được thưởng trả vào tay. Mày về đây chắc chắn mày sẽ bị che lì cảm xúc vì bị ăn chửi quá nhiều. Mày về đây có thể có được nâng cúp nhưng chắc chắn sẽ rời top 3 Việt Nam. Em đã làm hộ chiếu chưa? Vì một năm đi nước ngoài 3-4 lần thôi mà. Chơi lại cảm xúc thì mày về đây có nhiều thấy có em đã làm một chiếu chưa? Chơi lại cảm xúc thì mày về đây có nhiều. Thôi em cố gắng ở với tụi anh vài mùa nó sẽ tiến bộ ngay thôi. Vì em hết eo này thì cố gắng lên em nhé.